Campuchia có một đại lộ mang tên Tập Cận Bình. Ngày 28 tháng 5 tại Cung Hòa Bình ở thủ đô Phnom Penh, Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Đại sứ Trung Quốc Vương Văn Thiên đã chủ trì một buổi lễ đổi tên đường Vành Đai Ba ở Phnom Penh thành Đại lộ Tập Cận Bình. Thủ tướng Hun Manet cho hay đây là động thái nhằm đề cao đóng góp của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong tăng cường quan hệ hợp tác kinh tế với Campuchia. Ông cho hay kể từ khi khánh thành, Đại lộ Tập Cận Bình đã góp phần tạo thuận lợi cho giao thông, thúc đẩy thương mại, phát triển các khu vực xung quanh Phnom Penh. Đại lộ Tập Cần Bình được xây dựng với kinh phí là 273 triệu USD bằng nguồn vốn ưu đãi từ Trung Quốc và phần đóng góp của Campuchia, nối quốc lộ 4 ở quận Po Sen Phnom Penh với quận kien Svay, tỉnh Kanda. Công trình khởi công từ tháng 1 năm 2019, khánh thành tháng 7 năm 2023, dài 53 km, trong đó 15 km ở Phnom Penh và 38 km ở tỉnh Kanda công trình do Tập đoàn Xây dựng Thượng Hải của Trung Quốc thực hiện. Theo Thủ tướng Hun Manet, trước đó Trung Quốc đã giúp xây tổng cộng gần 4.000 km đường ở Campuchia. Được biết, năm 1965, Campuchia cũng đặt tên một con đường ở Phnom Penh là Đại lộ Mao Trạch Đông nhằm vinh danh Chủ tịch Trung Quốc đầu tiên. Nước này cũng đặt tên một số đại lộ theo tên vĩ nhân nước ngoài như Cố Thủ tướng Ấn Độ Nehru hay lãnh đạo Pháp Charles de Gaulle.